Năm 2022 của đất xanh miền Trung đã trôi qua với rất nhiều biến động. Từ những ngày đầu năm tràn đầy lạc quan về bức tranh kinh tế phục hồi sau đại dịch, đến những tác động vĩ mô của lạm phát, suy thoái đã khiến ngành bất động sản gặp nhiều bất lợi. Thế nhưng, với tiềm lực tài chính, giá trị cốt lõi vững vàng, một chiến lược phát triển dài hạn và những ứng phó kịp thời, Tổng công ty đất xanh miền Trung đã về đích năm 2022 và ghi dấu ấn bằng 10 sự kiện quan trọng ý nghĩa. Năm 2022, đất xanh miền Trung kỷ niệm 11 năm hình thành và phát triển, cũng là 11 năm đất xanh miền Trung khẳng định vị thế hàng đầu trên bản đồ các nhà phát triển bất động sản quốc tế tại khu vực. Từ một sàn môi giới nhỏ, nhận sứ mệnh mở mang bờ cõi từ tập đoàn đất xanh, Tổng công ty đất xanh miền Trung đã vươn mình tiên phong phát triển các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, thay đổi khái niệm nhà ở khắp dải đất miền Trung Việt Nam với những trải nghiệm đẳng cấp, xa xỉ. Sau một thời gian ấp ủ, chuẩn bị, đất xanh miền Trung tự hào giới thiệu đến thị trường dòng thương hiệu nhà ở xa xỉ tiêu chuẩn 5 sao Regal Homes. Theo đó, hàng loạt dự án đã được khởi công, hoàn thiện và đi vào vận hành, đánh dấu hành trình phủ sóng 18 tỉnh thành miền Trung mà đất xanh miền Trung đã đề ra. Regal Legend Quảng Bình, Regal Capital Thừa Thiên Huế, Regal Complex Đà Nẵng, Regal One River Đà Nẵng, Regal Victoria Quảng Nam, Regal Heritage Hội An Quảng Nam, Regal Dragon Bình Định, Regal Maison Phú Yên. Không chỉ khởi công, động thổ, cất nóc, các dự án thuộc thương hiệu Regal Homes và Castilla Homes đã lần lượt đón chủ nhân về an cư, kinh doanh, mang đến một nhịp sống sầm uất, tấp nập tại những khu đô thị 5 sao đẹp nhất miền Trung. Từ bộ đôi nhà ở 4 sao Castilla Infinity và Castilla Palace thay đổi diện mạo khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng trở thành nơi kinh doanh sầm uất, tới khu nhà phố 5 sao duy nhất giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng Regal Pavilion, chỉ sau hơn một năm khởi công đã trở thành điểm check-in hot của Đà Nẵng, tập hợp các cửa hàng kinh doanh sang trọng, thu hút. Regal One River và Regal Victoria trở thành bộ đôi dự án bên dòng sông Cổ Cò, đón cư dân về an cư, cho cuộc sống nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao tại gia, sống sang, sống chất, sống xanh. Regal Maison giữa lòng thành phố Tuy Hòa đã trở thành điểm đến của du khách, cư dân, tấp nập mua sắm, thưởng thức, trải nghiệm. Nhằm mang đến những công trình nhà ở tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, những trải nghiệm tinh hoa xứng tầm, năm 2022, đất xanh miền Trung đã hợp tác chiến lược toàn diện với hàng loạt đối tác, từ thiết kế đến xây dựng, hoàn thiện nội thất, quản lý vận hành khách sạn, dịch vụ F&B. Cú bắt tay với hàng chục, hàng trăm thương hiệu danh tiếng toàn cầu sẽ cùng nhau cộng hưởng để mang đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất, trải nghiệm hoàn mỹ nhất cho từng chủ nhân, khách hàng. Bám sát chiến lược phát triển dài hạn, hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành, năm 2022, đất xanh miền Trung chính thức vận hành hai thương hiệu chuẩn 5 sao. Regal Food cung cấp dịch vụ ẩm thực châu Âu. Regal Hotel and Resort mang đến giải pháp lưu trú nghỉ dưỡng 5 sao. Chỉ trong một thời gian ngắn, Regal Food đã lần lượt khai trương chi nhánh Regal Food Victoria ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Trung Nguyên Legend ở Regal Maison Phú Yên và Quảng Bình. Dịch vụ khách sạn Regal Hotels and Resort chính thức đi vào vận hành với khách sạn Regal Collection House, mang đến mô hình khách sạn Boutique Hotels đầu tiên xuất hiện tại Quảng Bình, thổi một luồng gió mới cho giới đầu tư dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực. Cùng với sự ra mắt của các thương hiệu dòng Regal, năm 2022 chính thức đánh dấu sự hoàn thiện của hệ sinh thái khép kín về bất động sản. Từ đây, đất xanh miền Trung ngày càng nối dài danh mục thương hiệu đồ sộ của mình, hướng đến sứ mệnh cung cấp chuỗi sản phẩm dịch vụ khép kín, tinh hoa và tạo ra giá trị thặng dư cho từng dự án bất động sản mà đất xanh miền Trung phát triển. Các dự án của đất xanh miền Trung còn nổi bật trên thị trường nhà ở khi thời gian từ khởi công, hoàn thiện đến bàn giao nhà kèm sổ hồng chỉ tính bằng tháng, không tới một năm, mang đến giá trị cạnh tranh khác biệt. Khách hàng sở hữu nhà ở đất xanh miền Trung không chỉ nắm trong tay một sản phẩm bất động sản đơn thuần, mà là một hệ sinh thái trải nghiệm, nghỉ dưỡng, kinh doanh, trọn vẹn cao cấp, xác lập chuỗi giá trị đặc biệt trên thị trường. Cũng trong năm 2022, với tất cả nỗ lực phát triển, xây dựng thương hiệu, đất xanh miền Trung đã nhận được sự đánh giá từ giới chuyên môn bằng hàng loạt giải thưởng danh giá. Giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á ghi nhận môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển, bền vững hàng đầu khu vực. Giải thưởng top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất năm 2022 do Vietnam Report phối hợp cùng báo điện tử Vietnamnet tổ chức. Top 5 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất thành phố Đà Nẵng khẳng định quy mô và sự minh bạch, vững mạnh về mặt tài chính và tinh thần thượng tôn pháp luật của đất xanh miền Trung.
Cũng từ đây, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục bám sát chiến lược phát triển dài hạn trên hành trình trở thành doanh nghiệp tập đoàn đa ngành trọng điểm cả nước. Các dự án đại đô thị diện tích hàng trăm hecta sẽ xuất hiện tại chuỗi đô thị miền Trung, mang đến một diện mạo kinh tế mới, thẩm mỹ và trải nghiệm sống hoàn toàn khác biệt cho người dân và du khách tới đây. Dấu ấn của Đất Xanh Miền Trung sẽ tiếp tục tự hào hiện diện tại Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, tới Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và những tỉnh thành miền Trung khác trong tương lai. Và năm 2023, Đất Xanh Miền Trung thiết lập mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 562 tỷ đồng. Năng suất bán hàng trung bình của mỗi nhân viên đạt 0,5 sản phẩm mỗi tháng. Lợi nhuận bình quân của mỗi cán bộ nhân viên đạt 3,69 tỷ đồng. Đất Xanh Miền Trung vẫn luôn khát khao, bản lĩnh, tiên phong trên hành trình phát triển của mình. 2030 sẽ là cột mốc của thập kỷ mới này khi cả hệ thống tổng công ty quyết tâm sẽ chinh phục mục tiêu trở thành doanh nghiệp vốn điều lệ tỷ đô. Chúng ta đã dành một thập kỷ đầu cho những ước mơ khởi dựng, từ vốn điều lệ 6 tỷ đồng đầu tiên để nay trở thành doanh nghiệp hơn 1.500 tỷ đồng. Thập kỷ tiếp theo, hãy cùng nhau nối dài giấc mơ với cột mốc vốn điều lệ 23.000 tỷ đồng, lọt top tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chặng đường phía trước đó còn những thử thách, nhưng nếu chỉ chờ xuôi con sóng để thuận dòng nước đi lên, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết nội lực của chính mình. Chỉ giữa ngược dòng vẫn rẽ nước băng băng, mọi ý chí tinh hoa mới có cơ hội được rèn nung tôi luyện. Nhưng ngọn lửa thử vàng như áp lực tạo kim cương, đây chính là thời điểm tố chất tinh hoa, ngoan cường của người Đất Xanh Miền Trung bộc lộ. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau trao dồi, Đất Xanh Miền Trung sẽ trở thành một tập thể đoàn kết, ưu tú từng cá nhân để mang con thuyền Đất Xanh Miền Trung cập bến bờ thành công, thịnh vượng. Chúc mừng năm mới Đất Xanh Miền Trung. 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 Đất Xanh Miền Trung, nhà phát triển bất động sản quốc tế.